Dạ, Bùi Hải Vlog xin chào ông bà cô chú anh chị trên kênh của Bùi Hải Vlog trưa nay nha. Thì trưa nay có bảng số xe 51 nè, sạn quẹo vô nè cô chú anh chị ơi. Đó, ở ngoài đây có một xe nữa nè. Đó. Đang sạn dòng mộ cậu 5. Thì trong mộ cậu cũng có khán giả vô ha cô chú anh chị. Để Bùi Hải vào trong quay gửi tới cho ông bà cô chú anh chị xem nha. Dạ con chào ngoại. Ngoại khỏe không ngoại? Ngoại ngại hả? Hồi sống thì không có biết, không thấy mặt, giờ chết rồi không biết. Dạ. Ngoại ở gần đây không ngoại? Ở dưới Bà Trì, Bến Tre. Dạ. Vậy bữa nay lên thăm người nhà trong đây hả ngoại? Thăm bà Xui. Dạ. À, ở đằng kia thôi. Ở khu nào, khu Y hả ngoại? Khu nào Y? B. Khu B. Vậy là kế bên đây. Kế bên đó đó. Đi vòng qua đây. Dạ. Đi vòng qua đó. Mấy anh là sao? Tụi em là ở đây quay YouTube. Dạ. Dạ con chào cô. Con chào cô nha cô. Cô chào con. Mà bên này cô mà bánh bía với trái cây quá trời. Cô đang đem trái cây vô. Còn bà ngoại ra ngoài chụp hình với cậu. Cô Huệ bên kia nó đó ngoại. Ngoại có chụp hình cô Huệ. Ngoại chắc ngại lên hình. Rồi thì xuống đây nè. Cô đem trái cây với bánh bía vô quá chừng. Chưa nói Phương nè. Ủa Duy Minh đâu ạ? Dạ, ảnh đi công chuyện rồi cô. Cô biết con về chắc cô cũng theo dõi. Đi được 5 ngày là làng cậu mất nên đâu có về được. Bây giờ hơn năm mà. Cô đi ngoài hả? Không có. Đi làm. Vậy là cô mới lên lần đầu hả cô? Ừ. À, cô lên lần đầu chắc cô cũng có YouTube của Duy Minh ha. Nhiều coi hết chứ. Đứa nào cũng coi. Kênh nào cũng có. Cô có coi Bùi Hải không cô? Bùi Hải chưa đóng kênh, tại nay mới về. Trời ơi, cô ai cũng coi, sao Bùi Hải cô không coi? Cô nói vàng cô chưa coi phải không? Coi rồi luôn. Coi rồi luôn hả? Ừ. Đó, nói coi hơn 2 năm mà. Con mới làm kênh đây được tháng hả? Đúng rồi. Cái đó con cháu nội nó làm giùm. Dạ. Rồi hôm nay cô, từ hồi cậu mắc tới giờ cô mới lên lần này lần đầu tiên cô. Ừ, nhưng mà cô coi suốt luôn. Dạ, chắc cô có để cô cúng xong đi cho cô, cậu tuổi này mà cô cũng còn đi làm nữa hả cô? Không chứ, cô bảy mấy rồi. Cô cúng xong đi rồi hỏi cô. Chắc cô có nhiều cái để tâm sự với cậu lắm ha cô. À, đi lên đây nè cô. À, trên đây có dĩa nè cô. Cô Ngọc để lên nhìn nè cô. Dạ. Anh Duy Minh ảnh mới đi công việc đó cô ơi. Dạ. Thank you.
Trời ơi, con em ba số cho cậu luôn kìa. Cô đem đầy đủ hết luôn. Bánh bía, thuốc ba số, trái cây bông hoa. Để mình cúng trước rồi cho cậu ha. Mình lại đây đi để cô thắp nhang xong đi rồi Hải sẽ hỏi thăm cô ha. Cô là cậu hồi cậu mất tới giờ một năm hơn rồi. Cô mới hôm nay là lên lực lần đầu tiên của cô chú anh chị, nói bận công việc lên thăm cậu không được. Cô hôm nay cô lên tới một cậu, cô vui không cô? Vui chứ, trước muốn đang có công việc về thành phố rồi, về Việt Nam rồi mới đi lên đây được. Dạ. Cô vừa mất 5 ngày rồi, ý cô vừa đi là cậu mất rồi con. Bây giờ đi mấy ngày? Vừa đi mấy ngày là cậu ở đây, ở Việt Nam là cậu mất rồi. Nhưng mà theo dõi suốt luôn, khóc hoài coi là khóc. Tại hồi xưa coi cải lương của cậu á. Ôi gia đình mà nhà cô hồi đó hả, bà già ôm cái tivi suốt từ 7 giờ tối cho tới 1-2 giờ sáng. Dạ, vậy là cô có theo dõi suốt luôn hả cô, từ hồi cậu mất tới giờ? Tuy là gặp ở trên sân khấu chứ ngoài đời không có gặp, nhưng mà ái mộ lắm. Dạ. Ở ngoài đời thì ít người nào gặp được. Dạ, để cô vô tâm sự với cậu nè. Cậu phụ hộ cho cái chuyện của Hằng Long với cô Sáu cho nó yên ổn hơn cậu nè. Cho trong nhà trong cửa con cháu cũng được bình yên, cậu cũng mang xin sót về nơi khỏi hoạn. Cô coi cái theo dõi nha. Mộ cậu năm rồi cô thấy sao cô? Thì thấy đẹp, coi hồi lúc trước thì lũng củng của vụ con Hồng Lô mà nó không lên đây á, là coi như là đó giờ chắc chưa chắc xong quá. Dạ. Dạ. Lúc cô cũng có gọi gì mình cô nói chứ. Nó nhắn là Hồng Loan, lúc đó Hồng Loan nó chưa biết nó có điện thoại đó. Mà cô thấy cái bà kia sao cô? Ôi bên... cái tánh người ta tham. Hồi xưa cô coi cải lương á, không ăn học cô không có thích bà, từ hồi coi cải lương nói cậu năm những buồn nha. Bà nào cô? Bà Sáu. Với cô Hồng Phượng cô không biết sao cô không thích mấy người đó. Coi dạ. Tuần nào mà nghe nói có cũng người ở đóng rồi. Cô à, sao rồi ai 100 người ai lên đây người cũng nói với cô với cô. Trong như bữa cô kia cô nói cô lên đây trước. Cô lên đây mấy ngày cô gọi điện. Trời ơi. Cậu Năm Vũ Linh người ta đẹp như vậy á, mà con của cái bà, con của ông Tiểu Linh vậy á, cái mặt xấu quá, mà nói là giống cậu Năm. Nói vậy, nói cái mặt xấu quá, mà nói giống cậu Năm, cậu mà, Năm người ta đẹp như vậy á. Anh Hai Vũ Linh còn chưa giống được đây, nói gì mà. Anh Hai Vũ Linh có nhiều người nói là anh Hai Vũ Linh tựa với giống cậu á. Hai Vũ Lưng mà người ta còn chưa dám nói mà nói cái thằng con của ông đó mà giống sao giống được. Dạ. Mà hiếm ai được giống như cậu lắm cô ơi. Đúng rồi. Không có người nào luôn chứ đừng nói cậu, hiếm còn có. Cậu nhỏ hơn cô 4 tuổi đó. Cô 54, cậu 58. Dạ, ngày sinh đó hả cô? Ngày sinh đó. Thì cậu năm đã là số 1 thì không ai dám nói số 2. Ôi ngày xưa ở nhà ai cũng mê coi cải lương của chú Năm. Dạ. Xưa ai cũng thích coi, tới giờ cũng thích coi luôn. Má cô cứ tối là 7 giờ
là coi hồi đó là một tuần lễ đó là hát ngày thứ ba với ngày thứ sáu đó. Mà ngày nào bà cũng bỏ tới 1 giờ đêm á, 2 giờ đêm á. Mà năm tám mấy là có cái tivi nhưng mà hoài bà coi suốt luôn. Bà thích chú hát, còn quả, còn cô thích xã hội. Dạ. Cô lên đây à. Cô chia sẻ là cô giờ cho cô của cái cô ở bên Campuchia gửi 200.000 để mua trái cây. Dạ. Mua trái cây cúng mà bây giờ đó là gửi cho chú Ngọc. Chú Ngọc mua trái cây cúng giùm cho cái bà đó cũng lớn tuổi rồi. Dạ. Đó. Là bà không có về được tại bà về bà cũng không có đi được đâu mà bà không có về. Thì bà gửi cô đó là lên đây nhậu mấy chú mua trái cây cúng ngày nào cúng cũng được. Đó, chú ngày mai cũng mua trái cây nhiều. Nên để ngày rằm cúng cũng được. Dạ. 15 á. Dạ. Cho mấy anh em đây nhắn lời cảm ơn cô đó nha. Dạ. Cô. Bà cũng lớn tuổi rồi, bà cũng ngang tuổi với cô đó mà bà. Dạ. Không có về được. Thôi, cô cảm ơn tụi con nha. Dạ. Cảm ơn cô nha. Dạ. Cô. Dạ. À, chúc cô về mạnh khỏe nha. Dạ, cô cũng chúc con con để đi có việc. Dạ. Rồi là cô về. Dạ. Dạ, Bùi Hải Vlog cũng xin kết thúc video tại đây cô chú anh chị ơi. Xin hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của Bùi Hải Vlog nha. Ông bà cô chú có thương Bùi Hải thì cho Bùi Hải xin một lượt hai lượt đăng ký để Bùi Hải có động lực làm những video hay nhất tại mọi nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh gửi tới cho ông bà cô chú anh chị xem ạ. Và một lần nữa Bùi Hải xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị ạ.